Ở đây ta gọi công thức của este đơn chất X có dạng CXHIO2. Ở đây chúng ta đi tác dụng của oxy, thu được CO2 và nước. Hấp thụ tầng này qua CaOH lần dư, thu được cái tủa là bao nhiêu? Cái tủa ở đây là do CO2 đi tác dụng với CaOH lần dư để tạo ra cái tủa CaCO3. Như vậy đây ta gọi số mol của CaCO3 là X. X mol thì thằng CO2 đây là X vì bảo toàn carbon. Số mol này ta X người ta cho chúng ta là 0,1. Chúng ta đi tính mol oxy và mol nước. Em lấy 10,08, em chia cho 22,4 thì số mol oxy đây là 0,45, 0,45 mol. Nước ở đây em sẽ lấy 5,4, em chia cho 18 bằng 0,3 mol. Ở đây chúng ta nhận thấy như sau: cả bốn chất đó là X, oxy, CO2 và nước đều liên quan tới oxy. Cái đó đây em chỉ cần bảo toàn oxy nữa là xong. Bảo toàn oxy thì ta có 2 × 0,1, vì trong này có 2 oxy. 2 × 0,45, 2 nhân X bằng 0,3. Giờ đây em sẽ tìm được X bằng 0,2. 0,45 nhân 2 là 0,9. Chúng ta trừ đi 0,3. Rồi chúng ta chia cho 2. 0,4. Như vậy X bằng 0,4. Cái đó khối lượng tủa. Bây giờ lấy mờ lớn của CaCO3 là bằng 100. Em nhân cho 0,4. Và đây mình tính được là bằng 40 gram. Câu đúng ở đây mình chọn là câu D.